chị Thoại Mỹ với là chị Hai sẽ đi thu hoạch bòn bon. Cái bòn bon này hôm trước nó cũng mới vừa hơi lớn lớn, ba đi ra nó mới thực sự chín rồi. À. Wow. Cái chùm này quá đã luôn. Đã chưa? Đã. Quá đã luôn. Tăng 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 tiền. Ê. Quá. Ngon lắm, ngon lắm. Ăn liền tại chỗ đi chị. Nè. Cái này ăn liền ngọt lắm luôn. Cái này là nhân ngày giỗ mẹ ba để phần mấy chị em không cho hái luôn á. Bữa nay chị em mình về mới hái nè. Tung quỳnh chứ gì phải to không chưa phải mềm không đúng rồi phải bóp cho nó mềm ra. Con gái chưa xin phép ba mình ấy cho hai biết ăn bòn bon chưa. Đây là mình quay lên đây nè, mình chỉ nè là mình bóp đó, cho mình mềm đó, mình phải lấy hướng này mềm. Mình lấy hướng này mình xé từ đây xuống thì nó không bị mủ. Đúng rồi đó, dân miền Tây là biết ăn này hết đó. Wow. Công nhận mình đứng mà mình quay mà thấy mọi người ăn đó mình chảy nước miếng mình nó chảy luôn. Giờ mình rửa luôn chảy nước miếng luôn, đổ mà hôi luôn chứ. Đổ mà hôi luôn đây con bạn. Công nhận đồng hành cùng cái show này là không vất vả hết. Đúng nước miếng nồi là khỏi ăn. Chị Hai cầm em, chị Hai xuống em lên cây bẻ thấy chưa. Đây con, đây con, đây đây coi như là triệt tiêu cây này luôn rồi đó. Coi như là hết cây luôn rồi đó. Ừ, nhiều tiếng nó hứng như hoa hả? Ừ, thử luôn. Ừ, wow. Này mình đãi được em nữa kìa. Đãi được một bàn khách luôn ha. Ê nào Bảo. Ôi, chung chung. Nè. Wow. Nè. Ôi, cái chùm này, chùm này. Đây, dạ, cảm ơn chị đã chặt hết cây bòn bon giùm em. Đây, rụng rụng rụng. Công nhận nha, xác bòn bon nha, không còn một trái. Này giữ luôn. Dù nó còn le que thôi, vẫn vớt luôn. Không còn trái nào luôn. Hết cây. Kê, quay qua bên kia, quay qua bên kia, quay qua bên kia. Hết bòn bon rồi. Cái này gọi là triệt sản luôn á. Cây bòn bon nào luôn nè. Cái này là triệt sản hết rồi. Cái này là thường hả? Cái này là bồn bông chân hái không nè. Sao chị thấy cái trái này giống thường quá? Thường á. Thường thái mới gì? Thường. Thái này. Cái nhem nhãn kia kìa. Đúng rồi, lên ra đây để rồi. Làm cái la xô. Cái nhà trong trong nhãn ra ngoài kia. Mình tới chỗ mình đi qua đó. Chưa tới. Chưa tới mà phải không? Nãy Bảo nói chưa bắt Linh tới. Xã ơi, xã. Ở đây. Chị An, chị Hai nè. Ai kêu tôi đó cho tôi kéo. Hai chị Mỹ qua đây chụp hình luôn nè. Anh đâu đỡ lại. Nói chung là chị đã. Nói chung là chị nói em nghe nè, chị cầm đây cái kéo là chị triệt sản hết rồi. Đó. Nó hết. Nó hết rẻ rồi. Để đi đi đi. Cái chuyện với chị cho tôi còn. Đó chụp đi. Nhà Bảo đang đón mày cho ba thì là đón không muốn. Wow, được đã chưa trời. Đúng rồi. Cái đó còn trái xanh đó. Còn trái xanh. Nhớ bên này nè, bên này nè An, bên này. Chùm bên này nè em. Chùm này hình như thấy ổn hơn nè chị. Đúng rồi. Bớt nguyên chùm luôn đi. Cái đó còn xanh bước hơn nữa. Ê, còn trái xanh nhiều lắm. Wow. Vậy là cái chùm đó được đó. Đó cái chùm bự vậy An. Ê, chùm này được không? Chùm này ngon hả? Ê, chùm này ngon hả? Chùm này ngon hả? Không có đụng được vô cái cạm này nè chị. Nè, cái này được nè. Cái này còn xanh nè chị Mỹ. Đây là diễn viên trèo cây á, phải diễn viên. Phải diễn viên thường đó. Diễn viên này chuyên leo cây à. Diễn viên chuyên leo cây. Không có hát được nguyên chùm nữa, nó cái kéo chị ơi. Đây nè, đây chị An nè, cái này nè, cái chùm này nó ngon nè. Ui, đó cái chùm dưới kìa An. Chùm này em lỡ bẻ rồi. Úc. Đó, trời ơi. Chùm này chị An nè. À, chùm này nè. Trời ơi cái gì đó, trời siêu nhân luôn á. Dễ sợ không? Mà nó rớt từng cái ra nè. Ồ. Đó. Chín ra rồi. Cái gì ai ăn tới đó thử cái gòn của mày. Hôm nay danh dám vô đây hả? Chị Thảo Mỹ là người ôm gốc cây đi chứ. Cho chị ăn leo. Cho ăn leo. Hay chua. Ngon. Ngon. Nó chín rồi. Ngọt lắm. Mình hái bậy ghê á. Phòng này nó bị lủng rồi. Chùm này, chùm này, chùm này. Phòng lủng hết á. Phòng lủng dưới rồi. Phòng lủng chưa được. Rớt xuống. Cái này phải lấy không được. Gần được rồi, gần được rồi. Gần được rồi đó. Cố lên.
cố lên hai chị ơi. Yeah. Gần được rồi, gần được rồi. Sắp rồi, có chừng mũ nè, có chừng mũ nè, né mặt ra nha. Wow! Thành công rồi. Mũ, 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 mũ. Trời ơi, chết rồi, có chừng ướt vô áo. Ướt áo nha, nó dính. Ui, nặng quá. Nặng lắm. Ê, mà nó chị rải xuống đi chị. Rải xuống luôn đi chị. Dính đất hay trời ơi. Đây nè chị, bỏ đây. Bỏ cái tem bê chặt rồi. Nó nở ra rồi. Chừng dính á. Ôi. Cái này về mình phải vú. Yeah, mặt hy sinh. Phơi nắng thôi em. Còn ngủ còn trái kia nữa là chị xử nó luôn. Cái này nữa. Đâu? Còn nữa hả? Ê, cây kia. Mỗi cây còn trái. Cây trong kia đứng không được. Chị chỉ đụng quay rồi, quay nãy giờ rồi đó. Quay nãy giờ. Sao đem cầm luôn cho. Tắt rồi chị, tắt rồi. Tắt rồi hả? Đứng không được rồi chị. Đúng rồi. Cái máy quay ngang á, quay ngang mới dễ. Rồi, em đang quay máy của chị em. Cái này chắc chụp hình không được đâu, nó bị khuất. Ở trên cao còn hai cái nữa kìa chị. Đây còn cái noi chưa già. Chị cái này nè. Ồ, dưới già luôn. Cho nó luôn không? Để qua thử đây luôn thôi. Hả? Trời ơi, qua đây mới thấy. Qua đây nè Thu ơi. Dạ. Chị Mỹ vô thử cái này không? Trời ơi, hy sinh dễ sợ luôn á. Đúng á, mũ á. Cái túi có sao không? Đưa đây em đeo cho. Em đeo mấy cái túi cho để không nó dính á. Rồi chị hai vô. Em phải bẻ cái này đi, em phải bẻ cái này đi láo quá nè. Chị hai bẻ nữa đi. Đâu rồi đâu. Đúng không? Trên nó mở ra rồi. Ừ. Cái trên đó đó chị thấy ổn á. Đúng rồi, trái cây nó già hơn á. Đúng dưới rồi. Cũng già luôn không, chị. Cái ở dưới nó cũng nở gai hết. Nhưng rồi chị. Cái gần túi nè. Đúng rồi, dạ. Phải lấy thôi. Rồi chuẩn bị đi. Quất. Rồi đó. Một. Mít nữa nha. Chúng ta hãy dùng sức lực hết sức tối ra. Một. Một. Hai. Xoay đi cưng. Xoay nữa đi chị. Xoay đi ăn. Xoay lên. Cố lên. Cố lên, mũ nó ra rồi. Cố lên. Đừng có rụng răng. Mũ mít đã ra rồi, gần rụng rồi. Một. Hai. Cố lên. Chỉ cần vài vòng nữa thôi, Yeah, thành công rồi. Trái trên chơi luôn không? Trái trên sao hả? À, cái cây cưa mít rồi nãy á. Phải không? Thôi bắt cái thang lên đi. Để đợi anh Năm bắt cái thang lên đi. Hả? Trời ơi. Thành quả đây, ngay. Dạ, anh cảm ơn chị. Chị em mình hy sinh dễ sợ luôn á. Không còn đi thu hoạch cho ông Hoàng. Lâu lâu về quà nó lên, nó kêu mình lên để hái trái cây vậy đó. Đi thu hoạch cho nó đó. Trời ơi, trái kia là già luôn rồi. Già nhưng mà không làm sao leo lên được. Không có thang, thường thường là có thang với cái liềm hồi nãy á. Hoặc là cầm cái liềm nãy mình cưa. Chị, mà cưa phải trúng. Mấy lần đem về sao có ngọt không? Ngọt lắm, ngon lắm luôn á. Mít này mình để chừng 2 ngày. Cái nào mà dở nha. Mít này mình để chừng 2 ngày phải không? Bên này mình để chừng 2 ngày ăn được. Em về em lấy cây em đóng vô ngày qua ngày sau chứ. Ủa cây gì? Chú Sáu cầm cây gì cũng được, liền, cái cây gỗ à, đóng hả? Đóng bỏ vô hột muối hả? À. Bỏ vô hột muối sống. Mà dạ, ngay từ dạ. Cái cuốn của đúng rồi ngay. Ngộ cái đó em mới biết. Mẹo. Chín nha lắm. Em chỉ biết để nắng thôi. Để nắng cũng được. Để nắng cũng được. Mà làm cái nào thì nó ngon ngọt hơn? Làm cái cây á là em để trong mát. Ok, chúng tôi đã thu hoạch xong rồi. Đây, bây giờ bàn giao rồi cho anh Hoàng. Chúng tôi đã hái xong và chúng tôi đã học xong một khóa để làm sao cho mít chín và mít ngọt, mít ngon. À, chúng tôi đã làm xong cái bài tập đó rồi. Bây giờ về chúng tôi sẽ thực hành à. Quý vị cũng nhớ thực hành theo chúng